Quang Nhật và Ngọc Quỳnh trân trọng kính chào quý khán giả. Chào đón quý vị đến với chương trình tin tức buổi chiều của đài CBN trên băng tần 14.5 trong ngày thứ ba 23 tháng 3 2021. Và kính thưa quý vị, sau đây là những tin nổi bật nhất trong ngày. Ngoại trưởng Mỹ nói NATO nên giữ Thổ Nhĩ Kỳ trong khối. Nga và Trung Cộng họp bàn về trật tự quốc tế. Khủng hoảng biên giới, Tổng thống Biden cử các viên chức đến Mexico và Trung Mỹ. Việt Nam phê duyệt vaccine Sputnik V của Nga. Chương trình được bảo trợ bởi Phòng mạch vật lý trị liệu và chỉnh hình Alliance Rehab. Để lấy hẹn xin gọi 714-968-8700, 714-968-8700. Royal Red Reishi, món quà từ tạo hóa, tinh túy từ thiên nhiên. 714-316-5999 và 888-414-5678. Kính thưa quý vị, vẫn như thường lệ thì Ngọc Quỳnh sẽ gửi đến quý vị bản tin thời tiết và phần tin thế giới đầu tiên. Kính thưa quý vị, dự báo thời tiết ngày hôm nay cho biết tại Little Sài Gòn, miền Nam California, nhiệt độ là 72 độ F, 66 độ ở các khu vực bãi biển như là Huntington Beach, Newport Beach, cao nhất là 63 độ cho các vùng thung lũng, đồi núi Riverside, San Bernardino. Hiện tại thì nhiệt độ xuống thấp, trời lạnh vào khoảng 58 độ F. Và như quý vị thấy là từ sáng đến giờ thì miền Nam California chúng ta có nắng đẹp nhưng cũng có chút gió và cho đến hết ngày mai. Rồi đến thứ năm và cuối tuần thì sẽ hết gió và rất lý tưởng. Và ngay sau đây Ngọc Quỳnh xin gửi đến quý vị bản tin thế giới đầu tiên. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ NATO cho biết là NATO nên giữ Thổ Nhĩ Kỳ ở trong khối. Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Antony Blinken cho biết vào hôm 23 tháng 3 rằng Liên minh NATO cần phải giữ Thổ Nhĩ Kỳ như là một trung tâm của các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Trong cuộc trò chuyện với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, ông Blinken nói rằng bất chấp những khác biệt công khai với Ankara, Hoa Kỳ và NATO có lợi ích mạnh mẽ trong việc giữ Thổ Nhĩ Kỳ trong liên minh. Theo ông Blinken thì Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh lâu đời và có giá trị. Ông phát biểu tại một sự kiện tại trụ sở NATO, đồng thời cho biết việc Ankara tiếp tục tham gia liên minh cũng sẽ có lợi cho chính Ankara. Ngoại trưởng Mỹ còn nói thêm rằng liên minh sẽ làm việc với Nga nhằm tạo ra sự ổn định chiến lược. Nói về Trung Cộng thì Blinken bình luận rằng NATO nên tập trung vào những thách thức mà khối này đặt ra đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Vẫn là tin thế giới, tin Nga và Trung Cộng họp bàn về trật tự quốc tế. Kính thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Trung Cộng hôm 23 tháng 3 cho biết cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Trung Cộng và Nga có liên quan tới vấn đề trật tự quốc tế ngay sau khi hai nước ra tuyên bố chung kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh cho các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tuyên bố không đề cập đến Hoa Kỳ, song Ngoại trưởng Nga là Sergey Lavrov cho biết là tại một cuộc họp báo được tổ chức ở thành phố Quế Lâm, miền Nam của Trung Cộng, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Cộng là Vương Nghị rằng Moscow và Bắc Kinh đều không hài lòng với hành vi của Hoa Kỳ. Tuyên bố chung hôm thứ Ba kêu gọi các nước khác kiềm chế, không can thiệp vào các vấn đề đối nội của Nga và Trung Cộng. Vẫn tin liên quan đến Trung Cộng cho biết là Trung Cộng phản đối lệnh trừng phạt mới của EU. Vào hôm thứ Ba 23 tháng 3 theo giờ địa phương, thì Bộ Ngoại giao Trung Cộng cho biết họ đã triệu tập Đại sứ Liên minh châu Âu là Nicolas Chaffius để bày tỏ sự phản đối chống lại các lệnh trừng phạt mà khối này đã áp đặt đối với các quan chức Trung Cộng liên quan tới vi phạm nhân quyền ở miền Tây Tân Cương. Theo đó, thì Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Anh và Canada đã áp đặt các lệnh trừng phạt vào hôm thứ Hai 22 tháng 3, hành động phối hợp đầu tiên của phương Tây chống lại Bắc Kinh dưới thời tân Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Bắc Kinh đã đáp trả ngay lập tức bằng các biện pháp trừng phạt chống lại EU, bao gồm các nhà lập pháp, nhà ngoại giao, viện nghiên cứu và cả các cá nhân tới từ châu Âu, đồng thời cấm các doanh nghiệp của họ buôn bán với Trung Cộng. Được biết là các chính phủ ở phương Tây đang tìm cách bắt buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về việc giam giữ hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở Tây Bắc Trung Cộng, nơi Hoa Kỳ cho rằng Trung Cộng đang phạm tội diệt chủng. Và trong khi đó thì Trung Cộng phủ nhận mọi cáo buộc lạm dụng. Quay sang bản tin khác là tin hàng trăm người thương vong trong vụ cháy trại tị nạn ở Rohingya ở Bangladesh.
Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc gọi tắt là UNHCR cho biết ít nhất là 15 người đã thiệt mạng trong một vụ cháy lớn hôm 22 tháng 3 ở một trại tị nạn của người Rohingya ở Bangladesh, trong khi ít nhất 400 người vẫn còn mất tích. Johannes van der Kolk của UNHCR, người đã tham gia một cuộc họp báo qua mạng ở Geneva từ Dhaka, Bangladesh, cho biết đám cháy rất lớn và có sức tàn phá khủng khiếp. Hiện còn 400 người chưa được xác định, có thể ở đâu đó trong đống đổ nát. Ông cho biết thêm UNHCR đã có báo cáo về hơn 550 người bị thương và khoảng 45.000 người phải di dời. Các quan chức Bangladesh đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy. Và được biết thì phần lớn những người tị nạn trong các trại này đã chạy trốn khỏi Myanmar vào năm 2017 khi mà quân đội nước này tiến hành cuộc đàn áp cộng đồng người Hồi giáo Rohingya. Vẫn tin thế giới thưa quý vị, quân đội Myanmar đã cáo buộc người biểu tình gây bạo loạn. Quân đội Myanmar đã lên tiếng cáo buộc những người biểu tình chống chính quyền vào hôm thứ Ba 23 tháng 3, trong bối cảnh là các nước phương Tây đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và nhóm của chính phủ quân đội. Nhóm hoạt động của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị viết tắt là AAPP cho biết ít nhất là 261 người đã bị thiệt mạng trong cuộc đàn áp tàn bạo của lực lượng an ninh, khiến cho quốc gia Đông Nam Á này rơi vào tình trạng hỗn loạn. Chính quyền quân đội đã cố gắng biện minh cho cuộc đảo chính bằng cách nói rằng cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 do Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, viết tắt là NLD của bà Aung San Suu Kyi, giành chiến thắng là gian lận, một cáo buộc mà Ủy ban bầu cử đã bác bỏ. Do Minh Thun cũng đổ lỗi cho những người biểu tình về tình trạng bạo lực và đốt phá, đồng thời cho biết là 9 thành viên của lực lượng an ninh đã thiệt mạng. Liên tục trong phần tin thế giới là tin nhiều làng ở Tahua, Nigeria bị tấn công và 137 người đã bị thiệt mạng. Chính phủ Nigeria đã công bố hôm thứ Hai 23 tháng 3, một ngày sau khi những kẻ có vũ trang thực hiện các cuộc tấn công khiến số người thiệt mạng lên tới 137, biến nơi đây trở thành một trong những ngày chết chóc nhất trong ký ức của một đất nước bị tàn phá nặng nề bằng bạo lực Hồi giáo. Chính phủ cho biết hôm thứ Hai 22 tháng 3, những kẻ tấn công chưa rõ danh tánh đã tấn công ba ngôi làng ở vùng Tahua giáp với Mali hôm Chủ nhật 22 tháng 3, đã khiến hàng trăm người tử vong. Chính phủ cũng không cho biết nhà chức trách nghi ai đứng sau các vụ tấn công. Một nguồn tin an ninh trước đó đã đổ lỗi cho nhà nước Hồi giáo có chi nhánh địa phương đang hoạt động trong khu vực. Và được biết bạo lực là một phần của cuộc khủng hoảng an ninh rộng lớn trên khắp khu vực Sahel của Tây Phi, nơi bất ổn cũng được thúc đẩy bởi các chiến binh có liên hệ với Al-Qaeda. Nhà nước Hồi giáo và dân quân dân tộc thiểu số. Và tiếp tục là bản tin đến từ Thái Lan, cho biết là Thái Lan hiện đang thử nghiệm trên người loại vaccine COVID-19 từ phát triển. Thái Lan đã bắt đầu thử nghiệm trên người vào ngày hôm qua một loại vaccine coronavirus tự phát triển trong nước và dự kiến sẽ triển khai vào năm tới. Điều mà Bộ trưởng Y tế cho biết là có thể mang lại cho nước này nhiều tự chủ hơn trong chính sách vaccine của mình. Chương trình tiêm chủng của Thái Lan theo đó đang nhắm mục tiêu tiêm chủng cho một nửa dân số trưởng thành vào cuối năm nay bằng cách sử dụng 61 triệu liều vaccine của AstraZeneca sẽ được sản xuất trong nước từ tháng 6. Loại vaccine hiện đang thử nghiệm đã được phát triển bởi nhà sản xuất thuốc nhà nước, tổ chức dược phẩm chính phủ viết tắt là GPO với khoa y học nhiệt đới của Đại học Mahidol và một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ. Vaccine này sử dụng một loại virus bất hoạt để kích hoạt miễn dịch. Hiệu trưởng của Đại học Mahidol cho biết 460 tình nguyện viên sẽ tham gia vào các thử nghiệm trên người sắp tới. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin thế giới của chúng tôi. Xin quý vị tiếp tục giữ bản tin 14.5 của đài CBN. Chúng tôi sẽ trở lại sau những thông tin thương mại đã bảo trợ cho đài với phần tin Hoa Kỳ